Chi phí của bến xe đó lấy mà Tion sẽ lấy tiền shipping ha. Nếu ở nước ngoài Tion sẽ gửi hàng cho bạn qua dịch vụ quốc tế FedEx. Chi phí vận chuyển này bạn phải chịu, còn những ai đang sống ở Mỹ thì chi phí vận chuyển sẽ rẻ hơn ở các quốc gia khác. Ok.